thì quý vị, chúng ta đang có mặt tại trung tâm môn trường kỹ thuật gia đình nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tôi nói đầu tiên cho phép MC Anh Dũng xin phép gửi đến chào đến tất cả quý vị. Một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính chào tất cả quý vị, xin chào và kính mến và ngày đẹp phút này. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng ánh mắt nhìn của mình về phía cổng hoa để cùng nhau chào đón hai gương mặt hàng người, hai gương mặt hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể Phạm Mai Khánh Duyên cùng cô dâu Lò Dung xin được ra mắt toàn thể quý vị. Ngay đây phút này xin trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể hãy cùng nắm chặt tay nhau trở về trung tâm sân khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời. Quý vị trân trọng và kính mến, và ngày giây phút này hiện diện trên sân khấu của chúng ta từ đất bạn trẻ già người nhất hạnh phúc nhất trong mùa cưới năm 2024 cùng đại diện hai bên gia đình xin được ra mắt và cúi chào toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn được không quý ơi? Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất nhiều. Vâng, kính chào toàn thể quý vị anh chị trân trọng và kính mến. Trong mỗi con người chúng ta từ sinh ra và lớn lên thì thực tế luôn mang tặng một nửa đời mình ở một nơi nào đó, để rồi họ gặp nhau, họ đi ngang qua nhau và như vậy câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, và thật đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta từ thời xa xưa. Trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng, đây là quy luật tất nhiên của cuộc đời mỗi con người. Để rồi có một tình yêu khao khát cháy bỏng của một tuổi trẻ như chiếc cầu vồng vắt qua cơn mưa luôn tỏa ánh sáng hào quang, và có được tình yêu con sang, tình yêu mạnh mẽ cho dù ngày mai còn gian nan vất vả. Thì đôi bạn trẻ họ đã không quản ngại chi, họ đã cùng nhau bước qua ranh giới của một tình bạn chân chính để bước tới một tình yêu chung thủy. Thì rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, và anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình đúng không quý vị? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trải qua 5 tháng tìm hiểu biết bao nhiêu mùa cao thế hạt còn thơm lứa chín, biết bao nhiêu mùa trăng khuyết trăng tròn, có khóc có cười, có vui có buồn, đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay họ đã cùng nhau chèo lái con thuyền tình yêu của mình đến bên bờ hạnh phúc. Và đám cưới ngày hôm nay đây đã minh chứng cho tình yêu của đôi bạn trẻ đúng không quý vị? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các cụ thừa thường có câu 100 năm thì trong cõi người ta, mà trai tài gái sắc kéo đà chọn nhau, chuyện tình yêu thì có chào cao, cha mẹ dạm hỏi cưới nhau cũng phải chọn ngày đúng không quý vị? Và ngày hôm nay là thứ 6 ngày 8 tháng 3 năm 2024, tức ngày 28 tháng 1 năm Giáp Thìn, tại gia đình nhà trai bản Lò Dên, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, gia đình nhà trai có bố Hoàng Văn Ngoan và mẹ Đường Thị Thệ long trọng kết tình thông gia với gia đình nhà gái có bố Lò Văn Hùng, mẹ Hà Thị Bình. Và đến đây phút này cho phép ban tổ chức tôi xin phép cơ quan chính quyền địa phương đây sân tại cùng toàn thể hai bên gia đình cũng như sự đồng tình của các bạn trẻ, cùng toàn thể quý vị có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay rất là vinh dự cho MC Anh Dũng là người kết nối chương trình. Đến đây phút này cho phép ban tổ chức tôi được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn cho chú rể Hoàng Mai Khánh Duyên cùng cô dâu Lò Dung. Lò Dung, Hoàng Mai xin phép chính thức bắt đầu. Một chào mừng ta thật lớn cho các người ơi.
thưa toàn thể quý vị, xin chào và kính mến. Và như vậy tiếng pháo của ban tổ chức tôi cũng đã nổi lên, cùng với tiếng vỗ tay của toàn thể quý vị đây đã biết rằng thời đại phút này hai bạn chính thức đem duyên vợ chồng. Từ nay hai bạn sẽ nguyện chung sức chung lòng, chung chăn chung gối, chung phong chung màn, chung luôn đến tiếng thở than và chung hạnh phúc với đàn con thơ, đúng không quý vị? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các cụ thừa thường có câu: muốn quan tâm thì phải để đò, muốn cho hạnh phúc phải nghe lời dặn dò của mẹ cha, đúng không quý vị? Ở phút này thì nhân trọng kính mời các bác đại diện hai bên gia đình sẽ có những lời phát biểu cũng như gửi lời cảm ơn chân thành, mộng mạc, trực tiếp nhất gửi đến toàn thể quý vị. Xin nhân trọng kính mời một bác sẽ đại diện bên gia đình nhà gái sẽ có những lời phát biểu cũng như lời chào dâu nhân dịp giữa hai bên gia đình ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và xin nhân trọng kính mời một bác sẽ đại diện bên gia đình nhà trai sẽ phát biểu cũng như gửi lời cảm ơn chân thành nhất toàn thể quý vị. Một lần nữa trân trọng kính mời. Đến từ một vị đại diện gia đình nhà trai có những lời phát biểu cũng như gửi cảm ơn đến từ đại diện của toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn bác rất nhiều. Chính thưa toàn thể quý vị thân chào và kính mến, ngày vui ngày trọng đại như ngày hôm nay không thể thiếu được những món quà, đúng không ạ? Ngay đây phút này xin trân trọng kính mời một món quà đến từ bố cô dâu sẽ đến trao quà cho cô dâu cũng như hai con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời món quà đến từ bố của cô dâu, trân trọng kính mời. Tinh lại của mẹ thì đồng ngại yếm mặt thường trăm ba luật sẽ củ trên bảy tòa hịt tay lòng cổng ải điện thân lán cô phà cổng êm điện thân nằm lại hủy bó lù nha chế ải có hai mắt tóc cổng khu nơ lù nơ lù nha chế êm một nghìn mới chưa nào xài ăn thắng chù lù ải có em xình nơ lù là lù hùa co em nơ em bảo minh ăn cam mất tóc xó co lù là bảo minh ơn hà hảo mắc khèn số mưa đục úi cơ lờ khỏi hạc khỏi khoanh ảo cắn nơ lù là lù hùa co em nơ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày vui ngày trọng đại như ngày hôm nay, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn một món quà đến từ bố của cô dâu có một món quà để trao cho người con của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn món quà đến từ bố của cô dâu, và cũng thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn cũng như những món quà đến từ bố mẹ của cô dâu, anh chị Đạt anh chị Ngọc Mai, chú Thím Nhất Vang cũng như là bố mẹ chú rể cũng như anh chị sao chưa trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã trao quà cho cô dâu ở phía bên trên gia đình. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn những món quà đến từ đại diện hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày vui ngày trọng đại như ngày hôm nay thì chúng ta không thể thiếu những khoảnh khắc hai tiệc, đúng không quý vị? Ngay từ phút này xin trọng kính mời cô dâu cùng chú rể hãy cùng tiến về phía tháp ly tình yêu để rót tràn đi. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể Hoàng Mai ạ sẽ cầm lên chai champagne đầu tiên và mở khóa chai champagne ạ, sẽ thóc nhẹ chai champagne ạ. Vâng, xin được chúc mừng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chú rể chưa sắp mà chai champagne đã bật rồi ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể hãy cùng tay trong tay hát tràn đi. Quý vị trân trọng và kính mến, quả thật đó là diệu hồng kết nghĩa phu thê và tình trao đồng thắm duyên về với nhau cùng chung bước tới mai sau thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Những dòng chảy trên tháp đi tình yêu đây là những dòng chảy
tượng trưng cho tình yêu của hai em sẽ luôn chảy mãi trường tồn theo thời gian và năm tháng. Một lần nữa xin chúc cho tình yêu vợ chồng hai em trăm năm hạnh phúc trăm năm. Và ngay đến phút này trân trọng kính mời chúng ta sẽ tiếp tục với đến với trang trọng phanh hàng trân trọng kính mời. Vâng, trân trọng kính mời chú rể thắp thật mạnh ạ. Vâng, xin được chúc mừng trân trọng kính mời hai em hãy rót 1/3 trên tháp đi. Và phần còn lại hãy rót ra những ly rượu xuống bên dưới để nâng lên nâng đấng tinh thần ngày em trong buổi chơi ngày hôm nay trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và thật đúng là rượu này anh sẽ rót làm ba, chứ chúng ta đầy phần cha, chứ hiếu phần mẹ, còn đôi ta chữ tình để tỏ lòng biết ơn để đấng tinh thành của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời chú rể sẽ nâng rượu cho đại diện bên gia đình nhà gái và mời cô dâu sẽ nâng rượu cho đại diện gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời. Và xin trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể hãy cầm ly rượu của mình trở về phía trung tâm sân khấu để uống rượu giao môi trong buổi trưa ngày hôm nay. Mời kính thưa toàn thể quý vị, và để thay thế cho nụ hôn thế kỷ của đôi bạn trẻ thì ban tổ chức tôi sẽ cho mỗi bạn trẻ này uống rượu giao môi để minh chứng tình yêu của mình trước mặt toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời chú rể sẽ tiến sát lại với cô dâu một ít. Và trước khi uống thì chú rể có nói với cô dâu như thế này: cô dâu như chén rượu đầy, chú rể chưa nhớ miệng mà lòng đã say. Nếu cô dâu là chén rượu cay thì chú rể. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, xin chào và kính mến. Và như vậy, chuyến tàu tình yêu, chuyến tàu hạnh phúc của đôi bạn trẻ đến giây phút này thì đã cập bến rồi. Chúc mai thì đã sum họp một nhà, tình cao hơn núi, nghĩa dài hơn sông. Một lần nữa xin chúc cho tình nghĩa vợ chồng hai em trăm năm tình viên mãn, bao đồng nghĩa ăn phù thêm. Xin chúc cho tình nghĩa thông gia, hai nhà như một, đoàn kết bền lâu. Ngay giây phút này, xin trọng kính mời hai bên gia đình hãy tiến sát để cục ly với nhau trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời cô dâu cùng chú rể cùng đại diện hai bên gia đình hãy dùng ly rượu của mình. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và như vậy buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ đến phút này thì đã tạm thời khép lại rồi. Ban tổ chức tôi một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất là nhiều. Sự có mặt của toàn thể quý vị anh chị đã góp phần tô điểm cho buổi lễ thành hôn hôm nay càng thêm ấm cúng và lịch sự sang trọng hơn rất nhiều. Trong quá trình ban tổ chức tôi tổ chức chương trình có gì thiếu sót cũng như truyền đạt tới toàn thể quý vị chưa đúng, chưa đủ, chưa đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của toàn thể quý vị, cũng mong muốn toàn thể quý vị hết sức thông cảm và bỏ qua cho ban tổ chức tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Ngay đây phút này trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng đại diện hai bên gia đình hãy xuống phía dưới để mời rượu cho toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể đến trước, hai bên bề ngoài và hai bên gia đình sẽ cất bước theo sau. Hai trân trọng kính mời hai ông sẽ đi trước và hai bà cất bước theo sau để mời rượu cho toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.